Ok, thì mình sẽ quay tiếp để chơi play game thử GTA 5. Ok, giờ vô thử cái chạy GTA 5. Mình đem và mình đã gắn cái ổ cứng 500 GB ở đây, vô USB 3.0. Bật nét hơi chậm. Để coi cái máy này nó chịu nổi cái GTA 5 không. Cái GTA 5 thì nó đòi hỏi cấu hình cao nên mình đã chỉnh config xuống độ phân giải là 800 x 600 để cho nó chơi nó mượt hơn xíu, vì nếu mà chỉnh full thì nó không, rất là lắc. Cái đó là để cho nó chạy mượt hơn xíu. Ok, bây giờ là chạy hơi tối. Đem nó vô. Game khá là nóng, bởi vậy mà mình đã chỉnh cái vạc mức lớn nhất ở bên phải. Nghe tiếng một vụ luôn. Hết mới giờ đã hấp dẫn rồi. Cái con này là cái con cầm rất là đã, nói chung là vừa tay, cỡ cầm như trang 3DS XL vậy đó, Nintendo 3DS là bây giờ nó thoải mái lắm. Nút ABSI bàn phím loa mình đã chỉnh lớn nhất rồi. Đó, vô kìa. Ok. Nói chung rất là mà cảm giác cũng là khoảng 20 đến 30 đến FPS. Quên chỉnh cái cần gạt bên phải. Bây giờ đi. Đó, rất mượt. Nói chung không có cảm giác rất là lắc như uống thuốc lắc gì đó. Nói chung không có cảm giác ói. Đủ để tầm nhìn mình chơi. Có ai ước mơ chơi GTA 5 mà cầm tay giống như mình hiện giờ không? Rất là đã, phải nói rất là đã. Sướng lắm. Bắn. Tạch tạch tạch. Nào bố láo bắn hết. Mới giờ là ăn cướp rồi. Nói nhiều quá tao bắn rồi. Rồi. Đi vô đằng sau mày. Nó lên. Mấy này lên mày. Ok. Ăn cướp thành công. Giờ nghe điện thoại. Con. Nó là đồ quá dữ. Kìa quá. Gì ra đây? Nó à ra đây. À.
Nói chung tầm trung là hai mấy đến 30 fps, nên các bạn yên tâm mà chơi chơi GTA 5 mà khỏi lo cho có thuốc mua thuốc trong ói bên người. Nói chung là vừa mắt này thì 5.5 inch HD thì đủ đôi chơi rồi. Nấp 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 gì vậy, nó kêu đâu vậy? Mấy kia đi đâu cái quái gì thế, cứ đâu rồi mấy thằng quỷ kia đâu rồi. À kia lụm tay ăn. Đó, lụm tiền. Đó, nhét tiền nhảy lên. Đó, đã quá. Đó, ăn cắm, nghề ăn cướp là nghề sướng nhất. Nhất là cướp ngân hàng. Rồi, đâu đây? Ừ, cảnh sát, cảnh sát. Đây à. Mặt đẹp trai đã bị thấy rồi. Đổi người. Ok, đổi qua cái hàng áo xanh. Đỡ qua thằng áo xanh giờ bắn cái thằng thằng kia. À, chết mẹ rồi, bắn nhầm thằng đầu thằng thằng bồ rồi. Ok, mình test tạm thời như đây thôi, nói chung là ok. Bây giờ mình sẽ test tiếp cái trò nào ta. Chết kia nha. Ok, thì mình sẽ test cái game nhiều game quá. Nói chung rất là nhiều game. Đã best đi ha. Chị chi? Best 2017. Ok, đang load. Nếu các bạn cần hỗ trợ gì và chi tiết sản phẩm thì cứ liên hệ tại Hologram, sẽ inbox cho bên mình sẽ giải đáp tất cả mọi chi tiết thắc mắc của các bạn. Thì các bạn nào muốn hỏi giá cả thì cũng cứ lên web hologram.vn, có giá cả đầy đủ và chi tiết của sản phẩm hết, nên các bạn khỏi lo. Đây trang web, đây là trang web của bên mình, hologram.vn. Ok ha.
Đề. Vô lại giới thiệu gì lâu chứ. Vô đá lẹ tệ. Đá banh thì chắc đa số là mọi người đều mê rồi. Thì cái trò này là ai mà chơi mà trên tay cầm nó là khỏi, rất là phê. Đá cực kỳ. Giới thiệu lâu quá. Vô lẹ coi. Celeste ta không có được. Ở quên. Quên gạt con đây hàng chưa bấm không được. Rồi ok giờ đó. Máy xe. Ok. Vô play mát cho đánh đá lên vậy. Em bé thì mình chỉnh mặc định luôn là full luôn nên không có chỉnh cần cần thiết graphic gì hết để cho chơi mượn nhất. Ok, vô đá cho lẹ. Chiếc máy CPD Ninh là của Hồng Kông nha, nên các bạn đừng có nghĩ là của Trung Quốc, được sản xuất tại Trung Quốc thôi, chứ nó là hãng của công ty Hồng Kông đàng hoàng. Và nó mới được sản xuất được 1 năm nhưng mà đã đón nhận rất là nhiều nhiều nước ngoài, mấy 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 người nước ngoài đã mua rất là nhiều và khen nó là chiếc máy rất là tuyệt. Hơi lắc xíu nhưng mà vô đá thì ok. Và rồi à. Vậy. Đó, đã rồi. Rất đã, nói chung chơi cầm tay mà chơi đá banh là tuyệt thôi rồi. Máy laptop mini cầm tay nhìn quá sướng. Con này có thể được coi là shop bán duy nhất tại Hồ Chí Minh và cái con này nói chung cũng ít ai biết với giá rất là rẻ nên các bạn yên tâm khỏi lo cái vụ giá cả. Vô chuyền hoài vậy á. Đó đúng rồi, chạy lên yes. Lên trời ơi. Đúng rồi. Đá sút lên. Rồi. Ok ha. Có thể chắc mình sẽ tạm dừng tại đây và có thể sẽ tiếp tục quay những cái clip clip để test game khác. Máy này 6700 mAh thì mình cũng nói lên nếu mà chơi game liên tục những cái game nặng thì tầm khoảng đến 4 đến 5 tiếng maximum. Nói chung rất là thời lượng rất là cao á. Tại vì những cái game toàn là đồ hàng nặng không à.
và chơi liên tục, thì nếu mà cái bạn nào mà chỉnh cái quạt này mức full á thì nó sẽ tốn pin hơn là chỉnh mức medium hoặc là tắt luôn, quan trọng cái độ quạt nữa. Ok, nói chung là mình còn rất rất là nhiều game để test, nhưng mà thời lượng quay cũng có hạn, nên sẽ mình sẽ dời cho những cái clip test từng game khác. Như sắp tới sẽ test thử Darksiders hoặc là cái gì đó quên này. Nhìn nói chung rất rất là nhiều game. Nếu mà các bạn nào muốn cần game gì thì mình sẽ test cho các bạn xem. Nếu các bạn nào cần muốn mua thật sự thì có thể inbox trực tiếp tại hai em sẽ tư vấn cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn các bạn lại những cái clip tới khác. Xin chào và tạm biệt.